Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất ngày hôm nay. Hôm nay là thứ hai, ngày 6 tháng 6 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng, thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất ở thời điểm hiện tại trong phiên giao dịch buổi trưa hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này, giá vàng trên thị trường thế giới trong xu hướng tăng nhẹ với tỷ lệ tăng là 0,26%, giao dịch ở mức 1.855,38 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.849,05 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.856,06 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ quay đầu giảm nhẹ với tỷ lệ giảm là 0,07%, giao dịch ở mức 102,101 điểm. Với thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin thời điểm này tăng khá mạnh với tỷ lệ tăng là 3,90%, giao dịch ở mức 31.056 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện tại thì đang giao dịch ổn định ở mức 2,941% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô giảm nhẹ với tỷ lệ giảm là 0,47%, giao dịch ở mức 119,771 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Trong bài phát biểu ngày 3 tháng 6, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng số liệu việc làm mới nhất cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể kiểm soát được lạm phát tăng vọt, trong khi duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh. Trên cơ sở đó, nước Mỹ sẽ xây dựng một tương lai tăng trưởng ổn định và vững chắc để có thể hạ nhiệt lạm phát mà không phải hy sinh những thành quả đã đạt được. Vàng đã cố gắng giữ được quan trọng trên 1.850 đô la Mỹ trên một ounce sau khi Mỹ công bố dữ liệu về việc làm mạnh hơn so với dự kiến. Đối với vàng, số lượng việc làm khả quan nghĩa là cục dự trữ liên bang Mỹ Fed có thể tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào tháng 6 và tháng 7. Điều này sẽ ảnh hưởng đến kim loại quý. Giới phân tích cũng cho rằng Fed sẽ vẫn giữ thái độ cứng rắn trong việc thắt chặt tiền tệ vì lạm phát vẫn đang ở mức quá cao. Sự bất ổn của thị trường cũng đang tăng lên và hiện tại vàng đang bị kẹt ở giữa. Với thị trường vàng thì đang rơi vào một cuộc chiến giằng co giữa lạm phát gia tăng và lập trường diều hâu của Fed nhằm hạ nhiệt giá. Tuy nhiên thì ngày càng có nhiều kỳ vọng rằng triển vọng xây dựng vùng đất mềm của Ngân hàng Trung ương Mỹ đang bị thu hẹp. Giới phân tích cho rằng, cùng với bất kỳ dữ liệu bổ sung nào trong tương lai cho thấy một nền kinh tế ổn định sẽ đẩy giá vàng trở lại mức 1.842 đô la Mỹ trên một ounce. Trường hợp nếu dữ liệu duy trì ổn định trong một thời gian dài, tiền lương vẫn được trả, kim loại quý có khả năng sẽ giảm dưới ngưỡng 1.800 đô la Mỹ trên một ounce. Phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần ngày hôm nay 6 tháng 6, giá vàng SJC được các doanh nghiệp niêm yết mua vào ở mức 68,65 triệu đồng trên một lượng, bán ra 69,55 triệu đồng trên một lượng, giảm 100.000 đồng trên một lượng so với ngày hôm qua. Một số doanh nghiệp thì điều chỉnh giá vàng SJC giảm sâu hơn về mức 69,35 triệu đồng trên một lượng theo chiều bán ra. Trong khi đó thì giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại giao dịch ổn định quanh mức 53,9 triệu đồng trên lượng theo chiều mua vào, 54,85 triệu đồng trên lượng theo chiều bán ra. Như vậy là giá vàng ngày hôm nay ở thị trường trong nước điều chỉnh với vàng SJC trong khi thì không thay đổi với vàng trang sức và vàng nhẫn. Biên độ chênh lệch giữa giá mua và giá bán tiếp tục được các doanh nghiệp duy trì ở mức rất cao, gần cả triệu đồng trên lượng đối với vàng SJC và vàng trang sức. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.062 đồng trên 1 đô la Mỹ, giảm 7 đồng cho mỗi đô la Mỹ so với phiên cuối tuần. Giá đô la Mỹ ở các ngân hàng thương mại thì cũng điều chỉnh giảm nhẹ 5 đồng trên 1 đô la Mỹ, xuống mức 23.055 đồng trên 1 đô la Mỹ theo chiều mua vào, 23.335 đồng trên 1 đô la Mỹ theo chiều bán ra. Phần cuối cùng của bản tin này, để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được chúng tôi ghi nhận mới nhất ở thời điểm hiện tại trong phiên giao dịch buổi trưa chiều hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Nhìn chung thì ở thời điểm này, giá vàng SJC trong nước thì vẫn duy trì xu hướng giảm trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay. Hiện tại thì đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng mua vào 6.865.000, bán ra 6.955.000. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.865.000, bán ra 6.957.000. Đều giảm 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán.
Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra đang dao động trong khoảng 900.000 đồng trên mỗi lượng. PNG Hồ Chí Minh mua vào 6.860.000, bán ra 6.950.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán. PNG Hà Nội mua vào 6.870.000, bán ra 6.955.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và bán ra. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 6.860.000, bán ra 6.950.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra đối với Doji Hồ Chí Minh, giảm 10.000 chiều mua vào và giảm 15.000 chiều bán ra đối với Doji Hà Nội. Phú Quý SJC mua vào 6.870.000, bán ra 6.950.000, giảm 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.871.000, bán ra 6.948.000, giảm 5.000 ở chiều mua vào, giảm 4.000 ở chiều bán ra. Mi Hồng SCC mua vào 6.905.000, bán ra 6.940.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào, tăng 5.000 ở chiều bán ra. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC ở một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 6.845.000, bán ra 6.935.000, giảm 15.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng SCB mua vào 6.840.000, bán ra 6.940.000, giảm 20.000 ở chiều bán ra, chiều mua vào không có thay đổi. Ngân hàng TB Bank Gold mua vào 6.860.000, bán ra 6.950.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào, 15.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.865.000, bán ra 6.957.000, giảm 15.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC ở một số tỉnh, thành phố khác. Hiện tại thì vẫn duy trì là giảm 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và bán ra, hay là giảm 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra dao động trong khoảng 920.000 đồng trên mỗi lượng. Hiện tại đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.865.000, bán ra 6.957.000. SJC Huế mua vào 6.862.000, bán ra 6.958.000. STC Bình Phước mua vào 6.863.000, bán ra 6.957.000. STC Biên Hòa, Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6.865.000, bán ra 6.955.000. STC Long Xuyên mua vào 6.867.000, bán ra 6.960.000. STC Bạc Liêu mua vào 6.865.000, bán ra 6.957.000. STC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.863.000, bán ra 6.957.000. Cuối cùng là giá nhẫn bột số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Hiện tại giá nhẫn bột số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác không có điều chỉnh về giá và đang được niêm yết như sau. Nhẫn bột số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.390.000, bán ra 5.485.000. Vàng bốn số 9 mua vào 5.365.000, bán ra 5.445.000. Vàng 24K mua vào 5.261.1000, bán ra 5.391.1000. Vàng 18K mua vào 3.899.2000, bán ra 4.099.2000. Vàng 14K mua vào 2.989.8000, bán ra 3.189.8000. Vàng 10K mua vào 2.085.8000, bán ra 2.285.8000. Quý vị và các bạn thân mến, với những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng mới nhất phiên trưa chiều hôm nay của chúng tôi. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn là quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.